Một mái ấm có cha mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Một cơ thể khỏe mạnh được vui chơi nô đùa, cất vang tiếng cười trong trẻo cùng chúng bạn khi đến trường. Đó là những điều rất đỗi quen thuộc với trẻ em. Ai trong chúng ta cũng thấy ấm lòng khi ngắm nhìn những ánh mắt trong veo của trẻ thơ, nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của các cháu. Bởi trẻ em sinh ra là để yêu thương, nâng niu và bảo vệ. Thế nhưng, không phải trẻ em nào cũng được sống vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ, có được một cơ thể lành lặn như bao bạn bè. Xung quanh chúng ta, rất nhiều cuộc đời vừa mới bắt đầu đã phải chịu bao nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cái nghèo bao trùm cuộc sống, bệnh tật, nỗi mặc cảm đeo đằng, không có một tuổi thơ đong đầy yêu thương như bạn bè đồng trang lứa. Những gương mặt trẻ thơ dường như bị già trước tuổi, bởi sớm phải lo toan việc nhà, bươn chải kiếm sống qua ngày khi không có ai bao bọc, bảo hộ các em. Còn đó, những em bé ngay từ khi sinh ra đã bị số phận trêu đùa, khuyết thiếu đi một phần cơ thể, trí não, để rồi những ước mơ dù có đẹp đến thế nào cũng khó cất cánh bay cao, bay xa. Chỉ tính riêng huyện Thanh Chương, số người bị khuyết tật đã lên đến 10.560 người, hơn 1.000 trẻ em mồ côi. Phần lớn, họ đều đang sống trong tình cảnh hết sức thiếu thốn, chật vật, khó khăn. Mỗi cuộc đời trong số đó đều đang rất nỗ lực để vươn lên số phận. Tuy nhiên, những khó khăn về vật chất đang là lực cản vô cùng to lớn đối với những mảnh đời ấy. Để góp phần san sẻ phần nào khó khăn về vật chất và mang lại món quà tinh thần cho những người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Thanh Chương, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Nghệ An phối hợp với Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện Nghĩa tình Thanh Chương. Chương trình nghệ thuật thiện nguyện Nghĩa tình Thanh Chương do nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu, nghệ sĩ Xuân Hòa chỉ đạo với sự góp mặt của đội nghệ thuật Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, thành phố Vinh, các thần tượng của câu lạc bộ Ví dặm Trời xanh Nghệ An và giọng ca xuất sắc thần tượng tương lai Quỳnh Như. Để có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, chúng tôi tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ tài trợ chương trình. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang lại những niềm vui, động lực vượt lên số phận cho các mảnh đời bất hạnh. Mọi sự giúp đỡ của quý cơ quan đơn vị cá nhân xin gửi vào tài khoản Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi huyện Thanh Chương theo số tài khoản 375-1030-180-780-0000 hoặc kính mời quý tổ chức cá nhân hảo tâm trao trực tiếp tại đêm nhạc thiện nguyện. Chương trình nghệ thuật thiện nguyện Nghĩa tình Thanh Chương sẽ được tổ chức vào 19:30 ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại sân vận động huyện Thanh Chương. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật thiện nguyện sẽ được tường thuật trực tiếp trên trang fanpage pingmedia.na.